là lúc này mình thấy mọi người hay sử dụng hoặc quạt điện các bạn, quạt bấm cái nó cháy cái tim lên đó, mình đốt thuốc á. Thì hôm nay mình cũng định làm một cái quạt, nhưng mà là bằng cái bóng đèn xe Honda. Đây là mình đang có một cái bóng đèn xe Honda loại 12V 35W, loại hai tim lớn một tí. Đây. Đó. Thì khi mình câu điện vô thì hai tim này sẽ cháy thì mình mồi thuốc bằng cái này. Rồi sau đó mình sẽ làm cái khung để mình làm cho cái quạt mình nó đẹp đẹp tí xíu. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình hàn dây, mình thử cái tim của cái bóng này trước. Rồi bây giờ mình đã câu xong rồi. Đây là mình câu thêm một cái công tắc ở đây. Công tắc này là nhấn vô nó không có giữ luôn nha, nhấn vô là tự nó thả ra nha các bạn. Đây mình câu một cái đầu để vô cục pin, pin này 3,7V, xài pin này để khó đứt cái tim. Đây bây giờ mình nhấn thử các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy nó cháy lên liền ha. Đó, cháy lên ha. Thì mình tắt cái đèn flash đi cả nha. Đây các bạn coi nha. Đó. Đó, cỡ này là mình mồi thuốc là vô tư rồi nha các bạn. Tại bên này là khó đứt tim. Đó. Đó, bây giờ sáng một lần hai tim thì luôn thì nó cái nguồn điện nó sẽ chia ra thì nó càng khó đứt tim hơn nữa. Đây là mình yêu cầu là càng khó đứt tim càng tốt. Nên các bạn có muốn thì bạn mua cái bóng tốt một chút. Tầm cỡ 8.000 10.000 nha, đừng có mua bóng 2.000. Rồi, vậy là mình mồi thuốc hút thôi. Kiếm cái thuốc mình mồi thử nha. Rồi bây giờ chuyện còn lại là các bạn trang trí, các bạn làm sao đó cho nó thành cái hình của cái ống quẹt cho nó đẹp đẹp tí, tức là làm bộ khung cho nó. Còn mình làm như vậy thì để dành đến một lúc nào đó mà tất cả quẹt trong nhà mình mà nó chắc hết ra một lượt đó, chắc mình phải dùng tới cái này. Hoặc là hôm nào rảnh đó, mình làm cái khung. Đây các bạn, hàng đỏ đen, đen đỏ hai bên đều được. Đây là mấy cái bóng này là mấy cái bóng mà mình mua, mấy cái tim nó nhỏ quá nên mình không sử dụng. Mình thích cái tim này nó lớn. Cảm ơn. Lúc nãy mình nói là mình làm một cái khung cho nó thì mình cũng đã làm xong rồi. Mình lấy mấy cây que đè lưỡi nha, hai cây que đè lưỡi cắt làm đôi. Quét công tắc để đây, kim pin vô rồi thế thôi. Thì mình chỉ thấy mình làm cách này là nó đơn giản, làm cái hộp cho nó thôi. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu các bạn đăng ký kênh mình càng nhiều thì mình càng làm những
video nào mà anh cảm thấy nó thích hợp, nó quan trọng với cuộc sống mình nhất, ứng với cuộc sống mình nhất, đơn giản nhất, mình làm để chia sẻ với anh em nào mà bận rộn không có thời gian để ngồi tìm tòi thì có thể xem và like để đó, để dành sau này có thời gian thì mình có thể làm những cái này để dành, chắc chắn là mình phải có cơ hội để sử dụng những cái vật tương tự như thế này. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Các bạn nếu mà thích mình thì nhớ ủng hộ, mình sẽ cố gắng làm nhiều clip hơn nữa để chia sẻ với anh em.